Ở Louisiana, mọi người đều được kể vào thống kê, nhưng nhiều người lại bị bỏ sót khỏi phần điều tra dân số liên bang. Những thành phần khó đếm nhất là các em bé từ 0 đến 5 tuổi, những người nhập cư và những người không nói tiếng Anh, các người da màu, những người Mỹ gốc da đỏ, những người sống dưới mức được ấn định là nghèo, những người mướn nhà và những người sinh sống ở các vùng thôn quê. Ở Louisiana, mỗi người khi được đếm sẽ đem lại khoảng $2,291 cho kinh phí của liên bang mỗi năm. Có nghĩa là hơn $22,900 mỗi đầu người cho mỗi thập niên. 1 triệu người được đếm sẽ tương đương với gần $23 tỷ về kinh phí trong 10 năm tới. Việc đếm chính xác là thiết yếu cho một nền kinh tế phát triển mạnh, cho những cơ hội giáo dục và các cộng đồng khỏe mạnh và công bằng. Mỗi hộ gia đình đều có thể tham dự điều tra dân số qua trang web, đường bưu điện hoặc qua điện thoại. Hãy chú ý nhận thư mời tham gia điều tra dân số của bạn vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Hãy nói chuyện với hàng xóm, bạn bè và gia đình, đặc biệt là những người có con nhỏ, và nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc tham gia điều tra dân số. Hãy chú ý để nhận thư mời tham gia điều tra dân số của bạn vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Bản điều tra chỉ gồm 10 câu hỏi và chỉ mất vài phút để hoàn thành. Khi mọi người đều được kể vào việc điều tra dân số, thì mọi người đều phát triển thịnh vượng.